Hưởng ứng tháng hành động vì sức khỏe thế giới chiều qua 17 tháng 4 năm 2014, buổi họp báo giới thiệu về chuỗi hoạt động tuyên truyền cho chiến dịch sức khỏe cho mọi người do Elite Fitness phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn Phát triển vì Sức khỏe Cộng đồng tổ chức đã diễn ra thành công. Tham dự buổi họp báo có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban lãnh đạo Elite Active và đông đảo nghệ sĩ đến tham gia ủng hộ cho chương trình cùng các đơn vị truyền thông. Cùng với có thể quan tâm đến sức khỏe, đến những điều xây dựng những cái đất sống lành mạnh cho xã hội thì chúng ta sẽ góp phần rất lớn cho làm cho xã hội chúng ta. Và trong tháng 9 vừa qua thì tôi cũng đã phải nghỉ ăn mất gần tháng, tức là 21 ngày nghỉ ăn hoàn toàn và 20 ngày trước đó thì là uống nước rau củ ép để đẩy ra khỏi cơ thể mình một cái khối u. Và đến ngày hôm nay thì tôi cũng đã được bình phục gần như là hoàn toàn. Đề án quy hoạch các hoạt động thể dục thể thao tại Việt Nam, Trung tâm Elite Fitness, Elite Active quyết định tổ chức chiến dịch sức khỏe cho mọi người, Fitness for Everyone. Mục đích đầu tiên của chúng tôi để chiến dịch này đó là mang đến cho cộng đồng những kiến thức và sự trải nghiệm một cách rõ ràng, chính xác nhất về các loại hình thể thao, thể thao cho cộng đồng. Check your body fat percentage and see where you're starting from and set goals, and then 8 weeks later we do it again to see how much progress you made. We take before and after photos as well. Cách hoạt động của cái chương trình này rất đơn giản, đó là chúng tôi sẽ sử dụng máy D-Body để đo các chỉ số cơ thể của bạn, đánh giá xem mức độ thể chất của bạn như thế nào. Sau đó chúng tôi sẽ đưa ra chương trình tập luyện cụ thể và sau 8 tuần thì chúng tôi sẽ tiến hành đo lại các chỉ số cơ thể cũng như chúng tôi sẽ chụp ảnh trước và sau khi tham gia vào check-up. I want to thank our sponsors, Nike, Hung Yap Hospital, Ninfamme Club for providing our award. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các đối tác của chúng tôi, có bệnh viện Hồng Ngọc, nhãn hàng Nike và Liverpool United Club đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình trong việc thực hiện cái cuộc thi này. Tiền bạc không mua được mạng sống, thời gian không thay đổi được sự già nua, vì thế bảo vệ sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống.